chào mọi người, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2021, em là Kim Phụ. Sáng nay thì em có đi lấy hàng cho nên là không có bán hàng, lấy về buổi trưa cho nên là giờ mới phân và bán cho mọi người được. Mọi người xem phiên chiều tối và chốt hộ em nhé. Thì đây là một chậu non nghênh trắng vừa mới nở. Thì mới nhìn qua thì mọi người thấy bông này là giống bông Hà Tĩnh, nhưng mà thực chất nó là không phải. Bông này thì em cũng biết nó là tên gì luôn, bởi vì mới vừa nở và người ta cũng chưa đặt tên nó là gì cả. Đó, mọi người nhìn nè. Đó, mũi hồng, mắt hồng và cánh trắng tinh như thế này. Đó, nở thì cũng mấy ngày rồi, 3-4 ngày rồi. Đưa cho em quay thì em cũng lười quá, em không quay, bởi vì nó không có nhiều kỳ á. Thường em bán thì em thích cái nào mà có mặt hoa rồi có kỳ, mọi người hỏi thì mình bán luôn. Còn cái mà mọi người không không có rễ như này á thì em không thích quay đâu. Nhưng mà hôm nay hoa nó còn nở mấy ngày rồi, xong rồi thôi cứ quay thôi. Đó, quay để mọi người ngắm cái bông hoa này thôi, chứ thật ra là em cũng không có kỳ để bán đâu nha, bởi vì kỳ nó chưa ra rễ. Khi nào nó ra rễ thì em sẽ bán sau nha. Đó, nhìn mắt đồ rất là hồng đẹp luôn mọi người, họng sạch nè, không hề lem tí nào nữa. Bên em thì trời đang mưa to lắm mọi người ơi, ngoài trời đang mưa rất là to nha, cho nên là em phải nói hơi to để cho mọi người nghe. Rồi, em sang cái mặt hàng ngày hôm nay thì thứ nhất là em bán cái chậu sổ số này. Đây, từ từ để em so cái bông hoa. Thì mọi người so cái mặt hoa này với lại bông hoa bên cạnh, thì em muốn so về cái độ to thôi. Đó, bông này nó cực kỳ là to nha, rất là to. Và đặc biệt là bông này nở vào chiều tối rồi, nhưng mà cánh không hề cục nha. Đây, em cũng có một chậu nữa nè, mà cánh nó cục rồi. Thì đây mọi người, cái chậu này mắt nó cũng đậm như thế này. Đó, mắt rất là đậm. Đó, mọi người thấy nè, mắt rất là đậm. Đó, đôi mắt rất là đẹp nha. Thì chậu này em bán là 200 thôi nè, cho cái bông hoa này. Đó, và cái thân to đùng như thế này. Còn cái bông hoa này mọi người thấy là nó nở về chiều rồi nè, nhưng mà nó không hề cục nha. Đó, nó nở về chiều nhưng mà nó không hề cục, nó rất là đẹp luôn. Đây ạ. Đó, bông cực kỳ là đẹp, cánh rất là to nha. Và nó vẫn giữ được cái độ bay của nó này, nở mấy ngày rồi. Khi mà em đến vườn lấy thì hoa này đã nở rồi, chứ còn nó không phải là như thế này nữa. Cho nên mọi người thấy là cánh của nó bắt đầu tàn pha rồi nè. Đó, cánh bắt đầu tàn rồi, nhưng mà cái bông hoa nó vẫn giữ được cái độ khuôn của nó, nó không có bị bè ra. Và cái môi tuyết rất là rõ ràng nè, mắt này là mắt xước nha mọi người. Đó, mắt này là mắt xước và khuôn bông cực kỳ là to luôn. Đó, cánh đỉnh của nó thì hồng nha. Đây, cái cánh đỉnh thì hồng nè, còn cái cánh vai hai bên thì rất là đều và cân đối cánh mai. Đó, còn hai cánh dưới như thế này. Con này cũng là mũi tím thôi, nhưng mà mắt cực kỳ là đẹp luôn. Thì chậu này em bán là 350 nha cho mặt bông này. Đây, mọi người nhìn thân lá thì nó bình thường thôi, thân lá của nó không có gì đặc biệt hết, nhưng mà nở ra bông hoa rất là đẹp, bông hoa cực kỳ là to luôn. Đây, so với mọi người bên này để mọi người thấy được độ to của bông hoa. Đó, nó vẫn có cái độ bay của nó nha. Rồi, chậu sữa số này là 350 nha. Tiếp theo là em có cây bệ quốc dân ạ. Hôm nay đi lấy hàng thì mới có bệ quốc dân đâu. Có nhiều khách đó, hay hỏi em là hôm nào có hàng, thì thật sự là em không biết, bởi vì hôm nay rảnh thì em mới đi lấy hàng. Còn em cũng không thể hứa hẹn với khách được trước là hôm nay có hay là hôm khác có. Thì hôm nay em có rất là nhiều hàng, cho nên mọi người theo dõi clip từ từ rồi mua nha. Rồi, quốc dân số 1 nè, giá là 400 nha. Kỳ rất là khỏe, rẻ khỏe như thế này nha. Quốc dân số 1, 400. Số 2 giá là 550. Rồi, số 2 550. Thì so với kích thước của cây bút thì đây nha mọi người, nó cỡ được 7 sen nha, 7-8 sen như thế này. Đó, em so cái thước với cái bút này để cho mọi người hình dung nha. Đó, số 2 là 550, số 3 cũng là 550 là cây này. Đó, cây số 3 550, cây số 4 nè 550. Đó, cây số 4 550. Rồi, quốc dân thì tí nữa trong kia em có mấy cái chậu nữa thì em sẽ giới thiệu sau nha. Còn giới thiệu ngoài này, bởi vì hàng nhiều quá thì em có để trong nhà. Rồi, đây là số hên nha mọi người. Thì em cắt cái thân hoa nó nở hoa như thế này luôn nè. Mời mọi người ngắm hoa nè. Bông số hên, một bông cánh ám mũi trắng nha, và đã có thương hiệu rất là từ lâu đời rồi. Thì bông này nó cũng nở rất lâu rồi, mùi rất là thơm, bây giờ vẫn còn phảng phất mùi thơm. Mọi người có thể thấy là cánh hoa này nó đã tàn, rất là tàn rồi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái khuôn và màu sắc nè, màu cực kỳ là đậm như thế này nha. Đó, cái màu của mắt rất là đậm như thế này. Thì trên này em có mấy cái cây nhỏ thì em sẽ bán như sau. Có được 3 cây với lại mấy cái mắt thức á. Rồi, đây, cái mắt thức số 1 nè, thì là sẽ cắt tới đây nha. Thì giá là 200 nha. Rồi, mắt thức số 1 200 nè. Tức là nó chưa có rễ đâu, nó mới nhú lên rồi. Em quay và em nói rất là kỹ rồi, cho nên là mọi người chúng ta xem kỹ ra mua nha.
Đó, mắt thước số 1 là chưa có rẻ, giá là 200. Rồi, số 2 nè, giá là 400 nè. Số 3 nè, 400 nè. Số 4 nè, 400. Số 5 là mắt thước là 200. Và số 6 là kỳ này, 300 nha. Đó, kỳ này 300 là cắt tới đây. Và cái số 7 là cũng có một mắt thước. Thì cắt nguyên cả cái khúc hoa này, cái này và cắt nguyên cả khúc hoa cho mọi người luôn. Thì giá là 250 nha. Đó, em quay và em nói rất là kỹ rồi. Mọi người chúng ta xem kỹ rồi chúng ta lấy giùm em nha. Loại tiếp theo em có đó là cây mắt khí Bình Dương nha mọi người. Cây này thì khách cũng hỏi em khá là nhiều, hỏi thử là có hay không. Thì hôm nay em có mấy chậu như thế này. Thì cái này là tách từ một cái chậu mẹ lớn và trồng nó là ấm chậu rồi. Cho nên là bây giờ mọi người mua về thì chúng ta chăm lại thôi chứ không cần trồng nữa, Cây cũng rất là đẹp rồi, lên khá là đẹp rồi. Thì em bán giá như sau. Chậu số 1 này giá là 4 triệu là chậu này nha. Cây này nó dài được cỡ 10 sen nha mọi người. Đó, cỡ 10 sen. Cây số 6 này này thì bán giá là 4 triệu thôi. Thế là nó là đứng ngọn rồi này. Đó, 4 triệu nha. Cây số 2 này giá là 6 triệu. Đây, cây số 2 6 triệu. Dài phải trên 20 sen nha. Thì em đoán ước chừng vậy thôi nhưng mà nó phải cỡ 25 sen nha. Đó. 25 sen này, 6 triệu. Cây số 3 này cũng là 6 triệu luôn. Đây, cây số 3 6 triệu. Đó. Cây này 2 năm trước mua 100 triệu một cây như thế này mọi người. Đấy. Thì về nhân giống ra bây giờ nó được một mớ như thế này. Thì đây là cây số 3 6 triệu. Rồi cây số 4, cây này. Cây số 4 này, lá đi đẹp và mở ngọn hơn, hơn cứng hơn. Thì em bán là 6 triệu rưỡi nha. Là cây số 4 này, 6 triệu rưỡi. Đó. Cây số 5 cũng là 6 triệu rưỡi, cây này. Đó, mọi người thấy nè, lá đang mở ngọn và đi rất là đẹp luôn. Trồng chậu rẻ rồi là ấm chậu hết rồi, cực kỳ đẹp. Thì đây là cây số 5 nha, 6 triệu rưỡi. Và cuối cùng là cây số 6, 7 triệu. Cây này nha, cây này là cây lớn nhất. Nó phải dài được 35 sen. Đó, dài được 35 sen, ngọn đang đi. Và thân lá nó rất là đẹp luôn. Đó. Thì cây này mọi người xem mặt hoa bên cạnh. Tiếp theo bên này em có cây 5 cánh trắng Minh Anh nha mọi người. Thì cây này là cây do vườn lan Minh Anh, một vườn lan rất là lớn ở miền Nam sổ. Thì bọn em có lấy hàng ở tại đây và mọi người xem mặt hoa bên cạnh. Đấy, toàn là lấy của cái vườn lớn thôi. Thì được hai chậu như này. Hôm nay nó ra kỳ và rẻ khỏe rồi thì em cắt bán như sau. Kỳ số 1 này giá là 1 triệu rưỡi. Kỳ này nha. Thì nó đã dài được phải 7 sen rồi mọi người. Đó. Và kỳ rất là khỏe này. Mọi người nhìn bộ rễ. Đó, kỳ cực kỳ là khỏe và đang đi ngọn nha, xanh mướt như thế này. Đó, kỳ số 1 này giá là 1 triệu rưỡi. Kỳ số 2 cũng là 1 triệu rưỡi luôn. Đây, số 2 1 triệu rưỡi này. Kỳ số 3 là 1 triệu rưỡi. Những kỳ này đồng giá hết. Đó, số 3 1 triệu rưỡi này. Số 4 1 triệu rưỡi này. Đó, lá rất là đẹp. Số 5 1 triệu rưỡi. Đó, thì trên này là có 5 kỳ. Và những kỳ này thì bọn em đều cắt khúc như thế này hết nha mọi người. Đó, cắt khúc như thế này hết này. Đó, sẽ cắt khúc cho mọi người về trồng để đảm bảo là rễ lên rất là khỏe nha. Rồi, số 6. Đây, số 6 nè, 1 triệu 3. Thì cây này lá nó ít hơn nè. Lá nó vừa mới nhú lên thôi, nó đang mở ngọn nè. Đây là số 6, 1 triệu 3. Số 7, 1 triệu 3 luôn. Lá cũng vừa mới mở. Những cây này thì kích thước có được 7 sen nha mọi người. Đó, 7 sen hết. Nhưng mà rễ rất là khỏe rồi và đều cắt khúc hết. Rồi, số 8 là 1 triệu 2. Là cây nhỏ đây. Đây là cây số 8 này, 1 triệu 2. Cái này thì nhìn rất là dễ nhìn nè. 8, 1 triệu 2. 9 nè, 1 triệu 3. Đây, số 9, 1 triệu 3 nè. À, cây này, 9, 1 triệu 3. 10, 1 triệu 3. Đây nha, số 10, 1 triệu 3 nè. Rồi, số 11 là cây này, 1 triệu 3 luôn. Đây, số 11 nha, 1 triệu 3. Cây đây. Đó, mọi người thấy là lá đang mở cực kỳ là đẹp luôn. Số 12 cũng là 1 triệu 3. Đây, 12 1 triệu 3. 13 1 triệu 2. Đó, 13 1 triệu 2. 14 1 triệu 2. Đó, cùng kích cỡ, cùng rễ rồi, rất là khỏe rồi. 15 cũng là 1 triệu 2. Đây, 15 1 triệu 2. 16 1 triệu 2. 17 1 triệu 2. À nha mọi người, những cây là cắt khúc hết. Và cuối cùng là cây 18. Rồi cây đây. 18 nè, 1 triệu rưỡi. Cây này lá mở rất là đẹp rồi. Đó. Vô trong nhà thì em có những cái cây như sau nha mọi người. Có rất là nhiều loại luôn.
số 1 là cây cát tường này. Cây này là cây cát tường á. À, ngày xưa nó là một cái bụi trồng ở trên cục gạch to tướng, là bụi cục gạch này. Thì hồi em mới lấy về thì em cũng bán là cục gạch đấy, nhưng mà khi mà nó nở ra một bông hoa rất là đẹp như thế thì mới đặt tên là cát tường. Thì mấy cái bác nào mà mua cục gạch thì cũng chính là cái mặt bông cát tường đấy nha. Số 1 này giá là 200. Cái này là trồng cũng ống chậu rồi, cho nên là gửi nguyên chậu nha. Đó, số 1 là 200 này, cát tường. Số 2 giá là 200 luôn. Đây, số 2 cái này 200. Số 3 là 300. Cái lớn này nha. Đó, cái số 3 là 300 này. Cát tường này thì khách hỏi em nhiều lắm. Hôm qua cũng có cái anh gọi điện hỏi em có còn nữa không. Thì thật sự là lúc đó trong vườn em không còn. Và hôm nay đi qua vườn lấy, đi qua vườn khác lấy thì người ta mới có cái cây này. Và chỉ đi mót mót thì được mấy cây như thế này thôi, chứ không có nhiều. Đó là số 3 là 300. Rồi, tiếp theo là em có bệt DT. Rồi, số 1 nè là 250. Bệt DT ấm chậu và kỳ lên rất là khỏe hết rồi nha mọi người. Số 1 250, số 2 300. Này, kỳ số 2 300. Kỳ số 3 300. Này, số 3 300 luôn. Đó, kỳ rất là khỏe, ấm chậu hết rồi. Số 4 là 350. 4 350 là kỳ này. Kỳ này lá xếp rất là đẹp luôn. Kỳ số 4 350 và kỳ số 5 là 300. 300 thì nó được 3 kỳ nha. Đó, cắt cái khúc này và được 3 kỳ ở dưới này luôn. Thì đó là số 5 300 bệt DT. Tiếp theo là em có cây đua ngọn. Thì cái cây này là một cái dòng đua ngọn, tức là ngọn nó đi rất là dài, nhưng mà nó có cái mặt hoa rất là đẹp luôn mọi người. Thân thủ và mặt hoa khá là đẹp. Thì ở đây em có rất là nhiều chậu, mọi người xem kỹ từng chậu rồi chốt nha. Chậu số 1 này giá là 100.000. Đó, chậu số 1 100. Chậu số 2 100. Rồi, số 2 100. Số 3 108. Cây này mặt hoa cực kỳ là đẹp luôn, cánh sáp bóng như là dặn mà to. Đó, số 3 108. Số 4 200. Đấy, cây số 4 200. Cây số 5 200. Cây số 5 200. Số 6 108. Số 6 nè 108. Số 7 200. Đấy, cây số 7 200. Số 8 250. À, em xếp theo số thứ tự từ bé đến lớn và theo kích thước của cây nữa. Số 8 nè 250. Số 9 300. Cây này có hai mầm nha mọi người. Đây là cây số 9 nè 300, hai mầm. Cây số 10 200. Đó, số 10 200. Cây này lá nó hơi xấu nè, bị con kiến rồi nó ăn nè. Đó, số 10 200. Số 11 208. Cây này đó, những cây này bắt đầu thân lá, lá xếp rồi, khít rất là đẹp nè. Số 11 208. Số 12 300. Rồi, số 12 300. 12 300. 13 208. 13 208. Thân lá rất là đẹp. 14 208. Tương đương với cây 13 giống nhau. 15 250. Đó, 15 250 này thì lá nó sẽ xấu hơn tí. Cây 15 là 250. Cây 16 300. Cây này cực đẹp rồi. Mọi người nhìn thân lá này, sọc mà thân sáng nha, thân vàng rất là sáng luôn. Cây 16 này 300. Cây 17 300. Đây là 17 300. Đó. 18 300. 18 300. Thân lá ok. 19 300. Này, 19 300. 20 350. Cái 20 này đẹp lắm. 20 này 350 nha. Rồi, cái 21 300. Cái này lá hơi xấu tí, lá có hơi bị rớt rớt mấy cái lá rồi á. Nhưng mà thân rất là dài. Cái 26 này 300. Cây này chắc chắn sẽ là cây còn lại. Mình bán hàng là mình sẽ mường tượng được cây nào là bán được, cây nào là còn lại. Cây 22 này 300. Đấy, 22 300. Rồi, cây 23 này 300. Cây này thì ngọn nó để nối đó mọi người. Cây 23 này 300. Đó, ngọn xoay. Ngọn xoay xoay tròn tròn. Ngọn xoay lá. 23 là 300. 24 400. Không phải để nối, em nói nhầm nha. 24 400. 24 là 400. 25
400 luôn, cái này đẹp lắm, K25 này rất là đẹp luôn, dài phải 450 sang rồi nha. K25 này 400, cây 26 400, ai 26 400 cũng rất là dài, hả, cây 27 là 400 luôn, hả, cây 27 400. Rồi bên này em có chậu 6 mắt Thái Bình nha mọi người, số 1 nè 300, cây rất là đẹp luôn, cây 6 mắt Thái Bình á, cây này mấy bữa thì phiên bọn em cũng có bán hàng rồi nhưng mà đã là hàng kỳ, thì hôm nay có hàng chậu rất là đẹp như thế này, cây to khỏe mập đẹp nha. Số 1 300, số 2 250 nè. À, cây số 2 250. Đó là cây 6 mắt Thái Bình nha. Loại tiếp theo em có là cây mình Như Ý nè, được một cây duy nhất nè, 300.000 nha. Cây Như Ý nè, 300.000. Một cây duy nhất này thôi. Cây này cũng được một cây duy nhất là cây gì đây? Nó có tên ở đây nè mọi người, cây Mắc Na Vũng Tàu nha, 500.000. Đây, Mắc Na Vũng Tàu 500. Tiếp theo là cây Tình Anh Em, cũng được một cây duy nhất này thôi, hai cây nè 600.000 nha, hai cây ấm chậu 600.000. Hôm nay mọi người mua đảm bảo là giá rất là rẻ, bởi vì em lấy được cũng rất là rẻ thì em chia cho mọi người rẻ, với lại hàng hôm nay rất là nhiều loại thì mọi người sẽ mua được rất là nhiều và chúng ta gửi cùng một lần luôn cho đỡ ship. Thường thì mọi người thích siêu tầm nhiều loại như thế. Chậu số 1 nè giá là 500, cái nhảy 1 giá là 500 này, gái nhảy 2 giá là 800. Đây, cây gái nhảy 2 800. Rồi, cây Đồng Vinh, cây mũi trắng Đồng Vinh số 1 300. Mũi trắng Đồng Vinh 1 300, thân lá rất là đẹp mọi người. Số 2 là 350. Rồi. Trong này có bè quốc dân chậu này mọi người. Thì đây là những cái chậu nha. Chậu số 1 nè, 400. Chậu số 2 cũng là 400. Đấy. Và chậu số 3 là 500. À, tùy mọi người thích mua chậu hay là mua kỳ thì tùy mọi người nha. Bởi vì kỳ thì nó mập hơn rất là nhiều, còn cái chậu này là ươm lên thì thân lá nó hơi ốm tí thì em bán giá như vậy. Sang bên này thì em có cây bẹp VV nha mọi người. Đó, mời mọi người xem mặt hoa cái bẹp VV. Đấy. Thì gọi theo tên của người mà sổ ra nó thôi. Anh này tên là Vi Vũ hay sao á. Thì em viết tắt là VV. Số 1 này, giá là 550 nha. Chậu này số 1 550 nè. Cây này thân tím rất là đẹp luôn, lá xếp chỉ thiên nha, chuẩn của dòng Ma Bó. Số 1 550. Số 2 550 luôn. Đó, một thân rất là dài và có những cái thân bé như này. 2 550. 3 900. Cây số 3 900. Cây lớn rồi, hai ngọn đang đi rất là đẹp và nó có một khúc bên này nữa nha. Đó, ba thân này. Đây là cây số 3, giá là 900. Cây số 4 là cái kỳ, ai cây nhỏ này 150 nha mọi người, cây nhỏ này 150. Cây số 5 là 250, là cây lớn này, cái kỳ này là cắt khúc nha, và cả cái chậu to này là 1.500.000, thì nó gồm có 1 2 3 4 thân nha mọi người. Rồi, 4 thân, 1 2 3, sau khi cắt không xong thì nó sẽ còn 4 thân để là bẹp VV. Rồi, loại tiếp theo em có đó là cây bẹp đêm. Đó, cây bệt đêm là em có bệt trái tim hay còn gọi là bệt hương rừng đó mọi người, cái bệt hương rừng nha. Cây này thì mọi người cũng rất là thích, bệt cũng khá là đậm luôn. Số 1 nè giá là 500. Cây này thì em cũng bán rất là nhiều rồi. Bữa trước bán cái chậu này cũng phải là cả 1.000.000 ấy mọi người, không có giá này đâu. Đó, bây giờ là thời điểm dịch bệnh rồi thế này thế kia, rất là nhiều yếu tố cho nên là lan rất là rẻ. Nếu bác nào cũng chơi và sưu tầm thì nói chung là rất là hợp lý. Số 1 500. Số 2 400. Chỗ này nha, hai mầm luôn. Số 2 là 400 nè. Số 3 là 600. Đây, cây số 3 600. Rồi, tiếp theo là em có cây Phượng Hoàng Lửa nha mọi người. Mấy bữa mọi người cũng hỏi em rất là nhiều thì hôm nay em có như sau. Chậu số 1 là 500, là cây bé này nha. Đó, cây này thì gửi nguyên chậu được nè. Còn cái số 2 là 900 thì cái kỳ này nó chưa có bám rễ đâu, thì gửi ấy ra gửi cho mọi người thôi, gửi rời thôi. Ý là nó chưa bám rễ nhưng mà thấy rễ nó vẫn còn. Đây nè, nó vẫn còn cái đầu xanh này nè, vẫn còn đi được đó. Thì có khi về mọi người trồng nó ra rễ thì mọi người thích thì lấy thôi, chứ còn em không có, em quay sao thì em nói vậy thôi nha, chứ tránh tình trạng mấy bác nhận hàng rồi bảo là cây này rễ hư. Thì thực chất là nó không hư, đây nó còn một đầu rễ vẫn còn xanh nè. Còn mấy cái này nó hư rồi thì có thể về là nó ra rễ mới. Thì cây này 900, bác nào thích lấy thì lấy nha. Cây Phượng Hoàng Lửa số 2 900. Và chậu số 3 là 1.500.000. Thì cái này nó cũng bám chậu rồi, thì em sẽ gửi nguyên chậu nha.
Đó, 1,5 triệu. Cây này là cây còn gọi là cây sấm nha mọi người. Phượng Hoàng Lửa là cây sấm đó. Thì có rất là nhiều cái tên gọi cho mỗi cái mặt hoa, thì tùy theo vườn hoặc là tùy theo nơi. Ví dụ như cây vỏ tòng thì có nơi gọi là cây lâm thồn, cũng có nơi gọi là năm cánh trắng di linh, vân vân, rất nhiều như vậy. Rồi, sang bên này thì em có di linh trắng nè. Đấy, số 1 nè, giá là 400. Cây này đang đi ngọn và cực kỳ đẹp luôn nha. Số 1 400. Thì mấy bữa em có bán một chậu 300 á, thì đa số là nó đứng ngọn rồi. Thì cây số 1 nè, 400. Cây số 2 cũng là 400 cho hai mầm nha. Số 2 400. Số 3 cũng là 400. Đây, cây số 3 400. Cây số 4 cũng là 400. Đây, số 4 400. Rồi, thì cây số 5 kỳ nè. Cây số 5 là cây này, giá là 300 nha. Về mọi người tự trồng thôi. Cây này vẫn còn đi ngọn và cắt tới đây thì về mọi người tự trồng. Rồi, số 6 cũng là 300 là cây này. Đó, cũng là cây đầu ngọn đang đi ngọn. Bây giờ nó em thấy nó sưng lên mầm gốc rồi nè. Đó, thì cũng cắt tới đây về mọi người tự trồng. Số 7 là 400. Số 6 là 300 rồi đúng không? Số 7 đó là không thấy ta. Không thấy 7 nha. 8 luôn. 8 à 7 đây. 7 là hai cây đầu ngọn này nè. Một cây nè, hai cây nè, thì em sẽ cắt hai cây này luôn. Thì giá cũng là 300 nha. Đấy, hai cây này cắt thì giá là 300. Số 8 là gỡ nguyên chậu nè, 400. Và số 9 là cũng gỡ nguyên chậu luôn. 400. Cái này thì nó cũng bị tách ra rồi. Nó cũng bị không không còn chậu nữa đâu, nó đã nhổ lên như này rồi thì em cũng sẽ gửi như thế, tức là không có gửi chậu nha. Chín này là giá là 400. Thì đó là cây di linh trắng. Cây tiếp theo là em có cây núi voi. Đây, cây núi voi số 1 đâu rồi. Đây, núi voi 1 là 300 là cây này nha, quên, 230.000 nè. Số 1 230.000. Số 2 là 190.000. Cái núi voi này là cái cây ngày xưa cũng rất là nổi tiếng. Nó có một cái đặc điểm đó là cái viền lá sau của nó có những cái đường kẻ hồng rất là rõ nét. Rồi nguyên cả chậu núi voi này giá là 600 cho hai mầm này nha mọi người. Nguyên cả chậu thì giá là 600 sau khi mà cắt xong hai cái cây này. Thì đó là số 3. Chậu số 4 là chậu này, giá là 250 nha. Số 4 nè, 250. Số 5 là 300. Số 5 là 300. Đó, chậu số 5 này là 300. Rồi, bên này thì em có cây chua lắm nè. Cây chua lắm, cây bệt chua lắm. Số 1 giá là 150 là cây này nha mọi người. Cây nhỏ này nha. Đó, rễ này rất là khỏe rồi. Nó được 3 lá như này nha. Số 1 150. Số 2 là cây này, 250. Cây số 2 250. Cây số 3 là 400 là chậu này. Đây, số 3 là 400. Số 4 là 1,2 triệu. Cho nguyên cả chậu này hai mầm nha. Số 4 là 1,2 triệu đó. Và cuối cùng là em có hai chậu số hên, thì lúc nãy là hai các cái kỳ cắt trên thân, còn đây là hai chậu rời. Số hên 1 nè giá là 400 và chậu số hên 2 thì giá là 1 triệu là chậu này. Rồi, hôm nay có rất là nhiều hàng, khách hàng mua cái gì xem kỹ giùm em nha. Để tránh tình trạng mọi người gọi cho em xong rồi cứ hỏi là đó là cây gì cái gì, cây gì mà anh quên mất gì, rồi đồ nha, cái kia nha. Mọi người xem kỹ rồi chốt giùm em. Và lưu ý là em nhận chốt qua Zalo, tin nhắn hoặc là điện thoại trực tiếp. Em không nhận chốt dưới bài comment YouTube nha. Để tránh tình trạng mọi người cho địa chỉ trên đó thì sẽ bị shop khác gửi hàng đến. Thì có rất là nhiều khách tin tưởng, tưởng là bọn em gửi hàng thì không kiểm tra hàng và nhận luôn nha. Cho nên là các anh chị không cho địa chỉ, không cho số điện thoại trên đó. Rồi, xin chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.